Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, khu vực cặp sông Cái Cao đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Người dân khu vực bị sạt lở cho biết, dấu hiệu sạt lở đã xuất hiện vào khoảng 15 giờ chiều ngày 8 tháng 6 đến khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 6, sạt lở bắt đầu xảy ra. Đoạn sạt lở có chiều dài 300 m, ăn sâu vào đất liền 7 m, có nơi bứt nguyên đoạn đường xuống sông như thế này, làm ảnh hưởng đến 24 căn nhà của người dân sống cặp đoạn sông này với 122 nhân khẩu. Sạt dữ lắm, xuống đi luôn, xuống hết trơn luôn nha. Có nứt rồi chưa tới ảnh hưởng gì hết. Dạ dạ thì ảnh hưởng cũng sụp xuống thôi à. Cái đó cái đường sạt lở hết trơn rồi. Cái nhà đó nó muốn vớt luôn xong, đưa luôn xong hết cái nhà rồi đó. Giờ dân nó khổ dữ lắm luôn, không có chỗ gì rồi. Mà bây giờ đường này là đường học sinh ta đi học, rồi đi làm, anh thấy bây giờ không có đường cho học sinh đi học nữa. Mà giờ không có cái đường để đi, rồi đi chợ hàng ngày cũng không có đường để đi. Mong muốn nhà nước khắc phục cái đường này đi để mở cho dân người ta đi thôi. Thì về phía ủy ban là hiện tại là đang là cho cái lực lượng gọi là ban ngành đoàn thể để hỗ trợ người dân di dời đồ đạc và vận động là người dân là sơ tán đối với những cái nhà có nguy cơ là sạt lở. Còn và là thực hiện là thống kê là nhà cửa để đảm bảo cho bà con là dọn đường xá để bà con đi lại tạo cái cuộc sống trong cái thời gian trước mắt. Thì kiến nghị về trên là sớm xem xét để hỗ trợ bà con có cái điều kiện khắc phục đi lại được dễ dàng. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Long Hồ cùng với chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn đến khảo sát và chỉ đạo di dời các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Thì nguy cơ sẽ còn sạt lở tiếp đến nhà cửa cũng như hàng rào. Cho nên đó là đang chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn như ở ủy ban nhân xã là rà soát thống kê hộ bị ảnh hưởng và tổng nhân khẩu và rà trên tuyến có hộ nghèo để là mình có cái hỗ trợ kịp thời làm sao đảm bảo cái đời sống cho bà con trong quá trình đang chuẩn bị để xử lý gia cố cái phần sạt lở này. Trước mắt thì khảo sát chỉ đạo cho xã di dời những cái hộ dân có cái nguy cơ sạt lở. Hiện nay thì trên cái khu vực này theo quan sát thì chúng tôi thấy cũng khoảng có 300 mét bị sạt lở xuống sông Cái Cao. Trong đó có nguy cơ là một số cái nhà kiên cố là bị nứt tường, có nguy cơ bị sạt. Thì trước tình hình này thì ủy ban huyện chỉ đạo quyết liệt vận động hỗ trợ cho cái người dân ở những cái căn nhà có nguy cơ sạt lở ra cái khu vực an toàn. Trước mắt thì tạm thời di dời ra chỗ nhà của người thân, di dời đồ đạc nhà cửa, những cái vật dụng quan trọng ra khỏi cái vị trí sạt lở. Đồng thời là cũng báo cáo về ban chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh để có cái giải pháp hỗ trợ kịp thời với địa phương. Còn trách nhiệm của chính quyền địa phương hiện nay thì có cắt cử lực lượng túc trực tại hiện trường 24/24 để quan sát cái tình hình sạt lở. Nếu có diễn biến phức tạp thì báo cho các cái ngành chức năng, ủy ban dân xã, ủy ban dân huyện để có cái hướng xử lý kịp thời. Trước mắt thì đảm bảo an toàn cho cái tính mạng của người dân là trên hết. Theo báo cáo nhanh từ ủy ban nhân dân xã Phú Đức, đến trưa ngày 9 tháng 6, sạt lở đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến 2 căn nhà buộc phải di dời ngay. 6 căn nhà bị rạn nứt sân, hàng rào. Chính quyền đang hỗ trợ tháo dỡ. Ngoài ra, sạt lở còn ảnh hưởng đến 30 hectare đất vườn của người dân nơi đây. 100 mét trên tuyến đường này có dấu hiệu bị sạt lở tiếp. Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ đang khẩn trương đề nghị tỉnh sớm hỗ trợ để khắc phục.